Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục bản tin 24 giờ của CFS, được phát sóng vào lúc 7 giờ tối các ngày trong tuần. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Các nhà lãnh đạo G7 ban hành hướng dẫn về tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương. Các nhà lãnh đạo tài chính từ G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã gặp nhau tại Washington vào ngày 13 tháng 10 để thảo luận về tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương. Cụ thể, các quốc gia G7 đã tán thành 13 nguyên tắc chính sách công liên quan đến việc thực hiện chúng. Theo đó, họ bắt buộc bất kỳ dự án CBDC mới ra mắt nào cũng phải đáp ứng điều kiện không gây hại đến việc duy trì ổn định tài chính của Ngân hàng Trung ương. Một trong những tuyên bố chung, các bộ trưởng tài chính và Ngân hàng Trung ương G7 cho biết sự phối hợp và hợp tác quốc tế mạnh mẽ về những vấn đề này sẽ giúp mang lại lợi ích trong và ngoài nước và đồng thời an toàn cho người dùng và cả hệ thống tài chính toàn cầu. Hoa Kỳ trở thành thị trường khai thác Bitcoin lớn nhất sau lệnh cấm từ Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Đại học Cambridge, Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong ngành khai thác Bitcoin. Sau khi chính phủ Trung Quốc đã cấm khai thác Bitcoin vào đầu năm nay, các thợ đào đã phải di cư và tìm một nơi khác phù hợp hơn. Hiện Hoa Kỳ đang nắm giữ 35,4% thị phần, theo sau là Kazakhstan, lần lượt là 18,1% và 11%. Vào tháng 4 năm 2021, Hoa Kỳ chỉ có 16,8% thị phần hash rate toàn cầu, có nghĩa là thị phần của Hoa Kỳ đã tăng lên đến 105%. Ngoài 3 quốc gia dẫn đầu, các khu vực khác cũng được thợ đào lựa chọn như Canada, Ireland, Malaysia với tỷ lệ thấp hơn. Visa lên kế hoạch khởi động chương trình về NFT. Vào tháng 8, Visa đã gây tiếng vang lớn trong lĩnh vực NFT khi công ty mua ảnh đại diện CryptoPunk với giá trị khoảng 150.000 đô la. Giờ đây, gã khổng lồ dịch vụ tài chính này muốn nâng cao nhận thức về NFT cho một lượng lớn hơn nữa những người sáng tạo nhờ một dự án mới ra mắt. Visa đã khởi động một chương trình tập trung vào NFT với sự hợp tác của nghệ sĩ tiền mã hóa nổi tiếng Michael Jackson, người đã tạo ra nhân vật Aku. Sự hợp tác này nhằm mục đích giúp những người sáng tạo và chủ doanh nghiệp nhỏ có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của NFT, cũng như là cách họ có thể sử dụng mạng blockchain và tiền mã hóa để tạo và giao dịch các tác phẩm kỹ thuật số. Trước đó, rất nhiều thương hiệu có tiếng tham gia vào lĩnh vực NFT, bao gồm Budweiser, Taco Bell, Pizza Hut, Arizona IT và Charmin. Báo cáo mới của IMF gọi tiền mã hóa là mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF gần đây đã phát hành báo cáo về ổn định tài chính toàn cầu mới. Trong đó, phần lớn thông tin đều thảo luận về những thách thức từ việc áp dụng tiền mã hóa ngày càng tăng. Báo cáo đã nhắc lại những cảnh báo cũ, tập trung vào sự ra đời của tiền mã hóa ở các nền kinh tế đang phát triển. Đồng thời đưa ra hướng giải quyết một số mối đe dọa mới xuất hiện, cụ thể là stablecoin và DeFi. Mặc dù thừa nhận việc áp dụng tiền mã hóa ở các thị trường mới nổi mang lại một số lợi ích nhất định, nhưng IMF đã cảnh báo rằng nó có thể đẩy nhanh quá trình toàn bộ người dân đều sử dụng tiền mã hóa và làm phá vỡ các chính sách hạn chế trao đổi và kiểm soát vốn từ chính phủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi những thông tin của GFS. Hãy like, share và subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!